Mến chào quý cô chú anh chị em, hôm nay Pháp Tái tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Văn Thịnh, có một số hoa mẫu đơn, hoa bông trang của miền Nam phục vụ hoa kiển Tết cho quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi chào anh Rồi em chào anh Thái, dạ mến chào quý cô chú anh chị, mình đang xem kênh Pháp Tái TV. Hôm nay trở lại nhà vườn em có số mặt hàng mẫu đơn muốn lưu cùng quý cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên thì nói chung là năm cũ đã qua, năm mới đã đến nè, hôm nay là bước qua năm mới ha. Kính chúc quý cô chú anh chị mình một năm mới mình thật nhiều sức khỏe, làm ăn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Rồi địa chỉ em thì Tân Long, Hòa Thành, Lai Dung, Tháp, số điện thoại em là 0899486958, đó là số lô em nghe quý cô chú anh chị. Hôm nay làm lên hàng này là em chỉ còn có một lô duy nhất, lô rõ này ha, lô rõ này xe lớn hơn ha. Hôm gà là mình lên xe nhỏ nha, bữa nay mình lên xe lớn rồi chút xíu nữa cuối clip em sẽ lên một cây đại diện lô nhỏ ha. Đầu tiên em xin vô cây số 1 làm cây đỏ Thái. Thái đỏ nó nhỏ nha quý cô chú anh chị. Tông lớn hơn tông hơi hổm rày ha. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình 80. Kính hoa chứ ha. Em chỉ còn có lô này 21 cây nha quý cô chú anh chị. Thất thân thì tượng tắt nữa ha. Còn đây là 10 rưỡi tầm con 10 ha. Rồi cây số 1 em xin giao lưu giá 350.000 luôn ạ. Giá bên em nó bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo cây số 2. Đó, vẫn là thái đỏ là nhỏ ha. Vườn tàn tròn. Hàng này em thuần gần 20 ngày nha quý cô chú anh chị. Về cứ để ngoài nắng mình chơi bình thường ha. Rồi chiều cao mình được 80 luôn ha. Tán ngang mình được 85. Thôi lô này thoát thân tắt đi ha. Tàn rất là mịn, rất là đẹp quý cô chú anh chị em. Quần này là 12 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 2 này em xin giao lưu giá 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo là cây số 3 luôn ha. Rồi vẫn là thái đỏ nhỏ nha. Lô này em có 20 cây, 21 cây ha. Quý cô chú anh chị nào chốt giá sỉ thì em tặng thêm cây ha, lấy 20 tặng 1 ha. Rồi chiều cao mình được 80, tán ngang mình 80 luôn ha. Rồi lô này thoát thân nói chung nó đều nhau ha. Rồi quanh đây 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 3 này em xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 4 nha, em còn chỉ con lô này là duy nhất là lô tốt nha quý cô chú anh chị. Lá xanh mướt quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 83 ha, tán ngang mình được 80. Lô thoát thân tắt quý cô chú anh chị. Rồi hoành đây là 10 luôn ha. Rồi cây số 4 này em xin lưu với 350.000 luôn nha. Rồi tiếp theo cây số 5. Rồi, còn con lô này là hết rồi quý cô chú anh chị ơi. Lô này lô tết vừa luôn nha. Rồi chiều cao mình được 80. Tán ngang mình 80 luôn ha. Rồi hoành này 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 3 là 5 này em xin lưu với 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 6. Vẫn là thái đỏ nó nhỏ luôn ha. Cái hàng này là vừa Tết nha quý cô chú anh chị. Hàng này nó chậm tàn lắm nha, bây giờ nó lên mới có 50% thôi ha. Rồi chiều cao mình được 80. Tán ngang mình 85. Quanh đây là 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 7. Rồi chiều cao mình 85 ha. Tán ngang mình 90. Rồi hoành đây 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 7 này em xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 8. Vẫn là thái đỏ là nhỏ luôn ha. Bạn nói quý cô chú. Còn có nguyên lô này có 21 cây nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị là chốt sỉ 20 cây tặng 1 cây luôn ha. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình 80. Rồi quanh đây là 10 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 8 này em xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Tiếp theo cây số 9. Vẫn là thái đỏ nó nhỏ luôn ha. Tàn không mà tàn phải lỡ ha. Đây đây. Đó. Rồi chiều cao mình 95. Tán ngang mình 80. Quanh đây là 11 nha quý cô chú anh chị, 11 rưỡi ha tới 11 ha. Rồi cây số 9 này em xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 10. Cây này thì chớm búp quá xá luôn. Quá búp rồi. Rồi chiều cao mình được 85 ha. Tán ngang mình được 85 luôn. Rồi hoành đây là 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 10 này em xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo số 11. À, một cây tàn thông nha quý cô chú anh chị. Đó. Xe này lớn hơn ha, cao hơn ha. Rồi chiều cao mình 1m04. Tán ngang mình 85. Rồi hoành đây 12 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 11 này em xin giao lưu giá 400.000 luôn ạ.
Rồi tiếp theo cái số 12 vẫn là cái thái đỏ tàng thông ha. Rồi chiều cao mình 1m05, tán ngang mình 80. Rồi hoành đây 12 biết cô chú chị. Rồi cây số 12 này em xin lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 13 à, tàng mình chân luôn ha. Rồi chiều cao mình 1m09, tán ngang mình 95. Rồi hoành đây 11,5 ha, tính con 11 ha. Rồi cây số 13 này em xin lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 14 đó, vẫn là tàng thông luôn ha. Rồi chiều cao mình 1m, tán ngang mình 85. Rồi hoành đây 11 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 14 em xin giao lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 15 đó, trời cái tàng nó mịn ha, thái đỏ nó nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 1m, tán ngang mình được 85. Rồi hoành đây là 11 luôn. Rồi cây số 15 này em xin giao lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 16, trời ơi cái này nó bông rồi nè, hết biết rồi, búp bông kẹo chân. Rồi chiều cao mình được 90, tán ngang mình 80, hoành đây là 11 quý cô chú chị. Rồi cây số 16 này em xin giao lưu giá 400.000 luôn ạ. Tiếp theo cây số 17, màu đỏ rực rỡ ha. Đó, rực rỡ chân. Rồi chiều cao mình 1m05, tán ngang mình 89, hoành đây là 12 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 17 em xin lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 18 vẫn là cây thái đỏ tàng thông luôn ha. Rồi chiều cao mình 1m14, tán ngang mình 88. Rồi hoành đây 11,5 bà con. Rồi tính 11 ha. Rồi cây số 18 này anh xin lưu giá 400.000 luôn ạ. Tiếp theo cái số 19 đó, lô này chỉ có 21 cây nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao 1m02, tán ngang mình 85, hoành đây là 12. Rồi cây số 19 em xin giao lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 20, ôi ôi cái này nó bốc thái đỏ nó nhỏ luôn nha quý cô chú chị. Rồi chiều cao mình 1m, tán ngang mình được 95. Rồi hoành đây là 13 nha quý cô chú chị. Rồi cây số 20 em xin giao lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 21 đó, là hết lô này nha quý cô chú anh chị, 21 cây thôi ha. Rồi chiều cao mình 1m, tán ngang mình 85. Rồi hoành đây là 12 quý cô chú anh chị. Rồi cây số 21 này xin giao lưu giá 400.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 22 đó, là một cây mỹ vàng ghép nha quý cô chú anh chị. Hàng này là cái phôi trăng vàng ha, thái vàng, phôi rất là già quý cô chú anh chị em. Cái phôi này ngày xưa là cũng tầm vài trăm quý cô chú anh chị, bây giờ nó cũng vậy ha. Rồi chiều cao mình được 78, tán ngang mình 83. Cái này hai màu quý cô chú anh chị, vàng chanh và vàng nghệ quý cô chú anh chị. Bên đây là chanh nè. Cái phôi này nó dài lắm ha, mình ghép được một năm rồi ha. Cái phôi này với cái này nó liền nhau, nó bằng nhau luôn ha, ghép chát năm rồi quý cô chú anh chị. Rồi hoành là 15,5 ha, tính con 15 ha. Rồi cây số 22 này em xin giao lưu giá 600.000 luôn ạ. Hàng Tết. Tiếp theo cây số 23, hàng là vừa Tết nha quý cô chú anh chị, bông dữ lắm rồi nha. Đang búp kẹo, đang búp kẹo trên rồi. Rồi chiều cao mình 80, tán ngang mình 80 luôn ha. Rồi là cũ đế. Rồi hoành đây là 15 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 23 này em xin giao lưu giá 600.000 luôn ạ. Thấy nó lên búp thì thấy đơn giản nhưng mà nó tiếp theo hoa. Số 24. Đó. Rộ hoa đó, cực kỳ luôn. Tết mà đem cây vàng về để trước cửa nhà là quá ngon nha quý cô chú anh chị.
Gậy. Rồi chiều cao mình 85 ha. Tá ngang mình 85 luôn. Lô này xanh mướt và lên búp rất là sai ha. Lô này Tết để trước cái nhà cây vàng này vô mánh à. Rồi hoành đây 14 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây số 24 em xin giao lưu giá 600 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 25. Phôi tràn vàng. Quá búp à. Búp kẻ hồi trơn quý cô chú anh chị. Phôi nước da me trơn ha. Rồi chiều cao mình được 80. Tá ngang mình được 80 luôn. Lô này vừa Tết lắm nha quý cô chú anh chị. Rồi hoành đây là 18 ha. Rồi cái số 25 em xin giao lưu giá 600 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 26. Đó, quá trời bốc rồi. Chiều cao mình được 75. Tá ngang mình được 80. Rồi hoành đây 18 nha quý cô chú anh chị. Rồi cái số 26 này em xin giao lưu giá 600 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 27 là Mỹ Cam một cặp nha quý cô chú anh chị. Thôi em lựa rất là cân xứng ha, nhưng mà em lo đại diện một cây thôi ha. Hàng Tết luôn quý cô chú anh chị. Tết nha quý cô chú anh chị. Hàng này đang bứt bông lắm nè. Hàng này em còn số lượng rất nhiều nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình được 72. Tá ngang mình 68. Rồi hoành đây là 11 ha. Rồi mã số 27 này em xin giao lưu giá 300 ngàn luôn à, một cặp nha quý cô chú anh chị. Cái này em giao lưu một cặp ha. Số gồm 2 cây. Rồi một mã số là 2 cây. Tiếp theo mã số 28. Cũng là Mỹ Cam luôn ha. À, đang búp bông nha quý cô chú anh chị. Chiều cao mình 83. Tá ngang mình 85. Không còn sót cái đọt nào chừng. Búp nè, quá trời cái này. Rồi thoát thân như tất cử đi ha. Rồi hoành đây là 10 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 28 này em xin giao lưu giá 300 ngàn luôn ạ. Mỹ Cam cũng đỏ. Rồi một cặp nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 29 vẫn là Mỹ Cam luôn ha. Quá trời nó đang búp bông à. Cái này là Tết là vừa lắm nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 80. Tá ngang mình 75. Rồi thoát thân như tất gửi đi. Hoành là 9 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 9 em xin giao lưu giá 300 ngàn luôn ạ. Một cặp nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 30 là Mỹ Hồng. Đó. Cây thường chậu ha. Thường chậu nha quý cô chú anh chị. Hàng này sống khỏe ha. Thường lâu lắm rồi nha. Chiều cao mình được 90. Tá ngang mình 1 mét. Cây một cốt phơm tàn tròn. Rồi thoát thân được 30 nha. Có đế luôn ha. Có đế luôn. Hoành này được 10 quý cô chú chị nè, cũ đế lắm nè, tại mình thường mình không khui ha. Rồi cái số 30 này em xin giao lưu giá 250 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 31, đó, vẫn là Mỹ Hồng luôn ha. Tàn tròn xe ha. Rồi chiều cao mình là 95. Tá ngang mình 1 mét. Có cũ đế trần. Rồi thoát thân được 28 ha. Rồi hoành này được 9 nha quý cô chú anh chị. Rồi cái số 31 này em xin giao lưu với 250 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 32. Vẫn là Mỹ Hồng luôn ha. Rồi chiều cao mình được 90. Tá ngang mình 1m10. Là 1m1 nha quý cô chú anh chị. Rồi thoát thân được 25 ha. Rồi hoành này được 9 luôn ạ. Rồi cây số 32 này em xin giao lưu với 250 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo là cây số 33. Gì em làm lộn. 32, 33 sao lộn. Đằng kia kìa. Vậy là cây số 33 nha quý cô chú anh chị. Ở đâu có số lộn ha. Quý cô chú anh chị nhìn số chốt giùm em ha. Rồi cây số 33. Rồi chiều cao mình 1m22. Quá xá ngủ luôn rồi. Tá ngang mình 90. Cây này vừa Tết luôn quý cô chú anh chị. Rồi thoát thân được 55 ha. Hoành eo ra là 10,5 tính con 10 ha. Rồi cây số 33 này em xin giao lô giá 350 ngàn luôn ạ. Trời ơi lộn ha, sai số. Kia kìa, còn kia kìa, còn Mỹ Hồng nữa kia kìa. 33 tới 34. Thấy không? Đó, 34 là một cây Mỹ Hồng nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng Tết ha, hàng này nó đang bấp bông nó mới nở hơi nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng lớn nha, tạm sừng thần cái chậu C16 nha quý cô chú anh chị. Hàng này mình ship rất là nặng ha, chậu C16 là tầm vài chục ký ha.
Rồi chiều cao mình 1m12. Tán ngang mình 1m05. Rồi thoát thân được 43 ha. Rồi quà này được 9 ngàn quý cô chú anh chị. Rồi cây số 434 này em xin Zalo giá 350.000 luôn ạ. Hàng này nặng nha quý cô chú anh chị, hàng lớn nha. Chậu lớn. Rồi tiếp theo số 35. 35 mà nãy bốc lộn 33 nè. Không số đúng rồi đó chứ. Ai bốc lộn mày, bốc lộn mày, tao mày lộn. Rồi cái số 35. 35 mà nó đóng 33 tích luôn rồi. Rồi chiều cao mình 97. Tán ngang mình 1m05. Trời ơi cái này nó bốc bông quá xa. Rồi thoát thân được 33 ha. Nguyên cái cụ đấy. Rồi hoành lên 10 nha quý cô chú chị. Rồi cây số 35 cũng là cây cuối clip em luôn ha. Rồi cuối clip em cũng xin giao lưu thêm một vài cây đỏ phân nhỏ nha quý cô chú chị. Rồi thấy là luôn như này. Mà số 35 đây. Rồi cái này là ở ngoài mình không đóng mã số quý cô chú chị, mình chỉ lên đại diện cho quý cô chú anh chị mình thấy cái mẫu nhỏ hơn hồi nãy ha, là cái này là không gài em lên cái lô này nè quý cô chú chị. Rồi chiều cao mình được 65 ha, giá ngang mình 63. Đó nở đỏ cái rực rỡ luôn. Rồi hoành đây được 10 quý cô chú chị. Rồi cái mẫu về là em giao lô là 300.000 một cây nghe quý cô chú chị, làm bao phí ship cho quý cô chú chị mình tới nhà luôn ha. Rồi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian quá thương tình tin tưởng và ủng hộ nhà vườn nha. Mến chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại clip sau. Rồi.